Đại đức trụ trì chùa Hưng Pháp đã tạo duyên lành pháp đăng được về đây nói chuyện Phật pháp với tất cả các Phật tử nhân khóa tu niệm Phật một ngày và trước khi vào đề tài thì hỏi tất cả các Phật tử quý vị thường đi chùa đầu năm, giữa năm và cuối năm có phải thường khấn nguyện phật gia hộ cho con được sống lâu khỏe mạnh không có không à ai cũng thường nguyện với phật như vậy hết cho nên bài pháp hôm nay có cái tựa là phước đức sống lâu nam mô a di đà phật giờ trước khi vào bài giảng thì hỏi tất cả quý vị Quý vị đi chùa lâu năm Thì thấy mùng một Tết Thì chùa đông không chỗ chen chân Phải không? Rồi đến rằm tháng bảy cũng đông Rồi Tới rằm tháng mười cũng đông Như vậy thì có nhiều người nói Một năm đi chùa ba cái ngày rằm lớn đó Thì đòi hỏi Phật phải gia hộ bình yên cả năm, đúng không quý vị? Rồi tới mùng 1 Tết có nhiều người nói ăn chay trong ngày mùng 1 Tết bằng ăn chay cả năm. Có phải ở ngoài đời mình gian dối rồi vô trong đạo mình cũng muốn gian dối với Phật nữa. Phải không quý vị? Ăn chay có ngày mùng 1 mà đòi Phật gia hộ cả năm Đúng không? Rồi đi chùa một năm có ba ngày rằm lớn à Rồi đòi Phật gia hộ bình yên sống lâu cả năm Vậy có phải mình gian dối ăn lời với Phật quá không quý vị? Có không? À, có thì bây giờ chúng ta phải sửa Ở ngoài thế gian họ thường có cái câu nói Trồng dưa được dưa trồng đậu được đậu làm nhiều thì ăn nhiều làm ít thì hưởng ít như vậy thì những câu nói đó đã thấm nhuần cái đạo lý nhân quả của đức phật có bao giờ quý phật tử gieo hạt bắp mà nó lên cây ớt rồi ra trái ớt không không có rồi có bao giờ quý phật tử gieo hạt ớt mà nó ra cây cam rồi nó thành quả cam không cũng không có như vậy thì chúng ta muốn đời sống của mình được an vui được hạnh phúc rồi thọ mạng của mình được dài lâu thì phải gieo cái nhân nó tương xứng thì nó mới được cái kết quả như mình mong muốn như vậy cái nhân để được sống lâu, khỏe mạnh, đó là cái nhân gì? Phật dạy gây nhân gì? À, không sát sanh, đó là cái nhân để được cái quả báo tốt. Ông Sota là người sống ở làng chài ghi phu của nước Nhật. Thì từ lâu, ông này có một cái sở thích đặc biệt là trong các bữa ăn hàng ngày của ông đó quý vị ông rất thích ăn thích ăn các món gỏi cá và rau sống và ông thường nói với mọi người càng sống càng tươi thì càng tốt quý phật tử có thấy mình giống ông xô ta này không có thấy không chắc cũng có đó đi ra chợ con cá chết thì không chịu mua, chỉ con cá lóc bự mà còn sống á nói đem về nấu canh chua ngon phải không? Mình đôi khi giống ông đó rồi cách đây 3 năm thì ông cảm thấy thường xuyên bị nhức đầu và âm ỉ đau đầu thì căn bệnh này mỗi ngày một tiến triển ảnh hưởng nhiều đến công việc của ông. Cho đến một hôm Ông không còn chịu đựng với căn bệnh nào nữa Thì ông mới quyết định đến bệnh viện khám Thì các bác sĩ cho chụp các lớp và siêu âm não của ông Nhưng vẫn không phát hiện được rõ ràng Nhưng khi khám cái lớp da bọc ở vùng chấm Thì họ phát hiện thấy những con vật nhỏ li ti Đang chuyển động dưới lớp da đầu của ông thì bệnh viện quyết định phẫu thuật não để cứu sống người bệnh này thì lúc hộp sọ của người bệnh được mở ra thì các bác sĩ một phen phải kinh hoàng khi thấy trong đầu của ông xô ta này vô số dung sáng dây và trứng của nó thì bác sĩ kết luận đây chính là nguyên nhân gây nên những cơn đau đầu của người bệnh này hàng năm nếu mổ chậm một chút nữa thì chắc chắn người bệnh này sẽ tử vong thì người ta kết luận một trong những bí quyết sống lâu của người nhật là ăn cá biển và nhất là cá sống dưới các loại gỏi thế nhưng các bác sĩ và chuyên gia y tế cảnh báo trong các loại cá và hải sản tươi sống thường chứa nhiều dung, sáng và trứng của nó. Và trứng của nó vẫn có thể sống trong môi trường ướp lạnh từ 0 độ C tới 4 độ C một thời gian dài và đến cả một tuần. Thì cuối cùng người ta kết luận là phải hết sức tránh mọi trường hợp để cho dung sáng chui vào làm tổ trên đầu hàng mấy năm như người bệnh tên sô ta của Nhật nói trên và cuối cùng họ đưa ra kết luận tốt nhất là tránh ăn sống và tốt nhất là phải ăn chay thì quý vị thấy ông này bị vô số dung sáng và trứng của nó ở trong não dưới cái lớp da đầu là do gây cái nhân gì? À, cái nhân thích ăn cá sống và gỏi cá. Như vậy thì cái ăn thịt chúng sanh là cái nhân mà nhân này là nhân lành hay nhân dữ? À, nhân dữ, nhân xấu thì nó cảm nên cái quả khổ hay vui? Cái quả khổ là khiến ông Sota này trong não của ông có vô số dung sáng và trứng của nó gây nên những chứng bệnh đau đầu, âm ỉ ông không chịu đựng được. Rồi một cái gương nữa cho chúng ta thấy là ở làng chài Indonesia có người thanh niên tên là Đi Đi thì một thời gian thì trên người của anh này nổi lên vô số mụn nhọt và bú thì nổi khắp người như vậy người vợ thấy sợ cũng bỏ đi làng sớm lãng tránh rồi con cái của anh đó cũng sợ người cha như vậy thì đến năm 2008 là lúc đó anh này được 35 tuổi thì chính phủ mới công bố cái bệnh trạng của anh và kêu gọi mọi người giúp đỡ để tiến hành phẫu thuật thì khi phẫu thuật xong mụn và bú được cắt bỏ ra khỏi người anh quý vị biết lên tới 6 kg đó như vậy thì nhìn bằng con mắt trí tuệ nhân quả của Đức Phật đã chỉ dạy rõ là Ăn thịt chúng sanh là cái nhân, rồi kết quả là bệnh tật nhiều, mạng sống ngắn ngủi. Bây giờ hỏi tất cả quý vị, mình ăn thịt, ăn cá nó ngon ở đâu? Nó ngon ở cái lưỡi thôi à. Qua khỏi lưỡi rồi còn ngon nữa không? Trả lời thật coi. Còn ngon không? Không còn ngon mà tới chừng mình mượn cá thịt mình nuôi thân này hãy nuốt nó qua khỏi lưỡi nó vô bao tử rồi tí nó trả ra thì cỡ nào như vậy thì thân này vay mượn mượn rồi trả mượn rồi trả đúng không quý vị thì thân này nó không có thật nó chỉ là một quãng thời gian tạm bỡ dài hay ngắn là tùy theo nhân quả, nghiệp báo của mọi người. Vậy thì chúng ta khờ khảo, Chiều chuộng thân này, Vỗ béo nó, nuôi dưỡng nó, Mà suốt ngày giết con này con kia, Để ăn thịt, Rồi chế ra món này món nọ, Thơm ngon, Rồi cuối cùng quả báo khổ mình chịu. Nếu mình làm như vậy, Thì mình khôn ngoan sáng suốt, hay quá khờ khảo, không ngang hay quá khờ, à, quá khờ khảo như vậy thì Phật thương mình, cho nên quý Phật tử thấy khi quý vị bước vào đạo thì đầu tiên trong năm giới không sát sanh được Phật đưa lên hàng đầu như vậy không sát sanh là Phật thương mình hay là khó với mình? Thương mình rõ ràng Bởi vì nếu mà tất cả chúng ta sát sanh Thì cái quả khổ, bệnh tật, mạng sống ngắn ngủi Nó sẽ đến với tất cả chúng ta Và kế nữa hỏi quý vị Quý vị bị đứt tay có đau không? Có đau không? Đi ra làm ruộng, làm rẫy Rồi cây cuốc, rồi cái sạc lai cây rửa Lỡ phạt vô tay mình chảy máu Thì quý vị la làng Kêu người ta cứu Còn mình cắt cổ đập đầu con cá lóc Nó đau không? Nó cũng đau Mà nó kêu cứu với ai? Nó không kêu cứu được Mà thế gian thường có cái câu nói Vật dưỡng nhân Nghĩa là con vật Là nó có cái nhiệm vụ Là nuôi sống con người nhưng mình hỏi lại nếu con vật nuôi sống con người thì khi quý vị nuôi gà nuôi vịt rồi tới đám giỗ đám quải thì bắt nó giết thịt thì nó phải đứng yên đúng không quý vị mà nó chịu đứng yên hay nó chạy nó chạy trốn rõ ràng rồi khi quý phật tử ở nhà có nuôi ao cá cá nó lớn mình lưới nó mình câu nó thì nó tự nổi lên mặt nước cho mình lưới hay là nó lặn sâu nó trốn mình? Trả lời thật coi. Nó lặn sâu nó trốn phải không? Rồi con chim nó bay trên trời. Nó thấy mình cầm súng bắn đó. Nó tự nó rớt xuống cái đùng cho mình cắt cổ nhỏ lông hay nó, bà, nó bay lên cao nó trốn. Nó bay lên cao nó trốn. Vậy thì cái lý mình đưa ra vật dưỡng nhân, vậy thì chúng ta sáng suốt hay quá mê lầm quá mê lầm con vật nó bay nó lặng nó chạy là biểu lộ cái tâm ham sống sợ chết cho nên nó mới trốn còn mình có cái sức mạnh hơn nó cho nên mình cứ đè đầu nó ra cá thì thôi đập đầu lóc vảy còn con thú gà vịt thì sao? Cắt cổ, chọc, tiết đủ thứ hết Rồi chế biến món này, món kia để ăn Rồi khen ngon Cho nên có vị cổ đức họ nói Ăn ngon ý sanh tham Ăn dở ý sanh giận Chỉ trong một bữa ăn Chúng sanh đầy khổ hận Có phải không quý vị? trong một cái bữa cơm của mình nào là cá chiên nào là thịt kho hột dệt rồi gì nữa cá lóc nướng trui thì quý vị thấy chúng sanh khổ hay vui khổ rõ ràng mà mình giết nó nó có hận mình không nó hận hay nó mừng mình giết à nó hận vậy mà có người nói giết nó để giải nghiệp cho nó có phải không rồi Phật nói Thôi tao giết mày tao đọc chú giảng sanh Ba lần cho mày về cực lạc cho rồi Có phải vậy không Mà nó có chịu đọc chú giảng sanh Rồi mình cắt cỏ nó không Nó chịu không Nó không chịu Mà mình tự, tự đặt ra Cái này cái nọ Để che lấp cái lỗi Ưa ăn thịt chúng sanh Mà Phật dạy Chúng ta tránh cái nhân sát sanh đó ở mấy trường hợp ở ba trường hợp nha không tự mình giết không suối người khác giết không vui thích với việc giết hại đó là ba trường hợp và tránh cái đó thì chúng ta thực tập ăn chay bây giờ đại sư liên trì ngài có đưa ra bảy trường hợp mà chúng ta tránh sát sanh phải ăn chay thì pháp đăng đọc và trình bày cho quý phật tử nghe và quý phật tử phải tự chấm điểm lấy chính mình nếu ai không phạm thì được 10 điểm còn ai phạm thì bị zero có phải không hãy phạm là tạo nhân ác còn làm được như ngài dạy thì là tạo nhân lành và cái thứ nhất ngày sinh nhật không được sát sanh thì trong đây ngài nói cha mẹ đau đớn sinh ra ta vất vả ngày sinh ra ta chính là ngày mẹ ta chết dần đi vì vậy nên phải cấm tuyệt việc sát sinh nên ăn chay làm nhiều điều thiện cầu cho cha mẹ tăng thêm phúc thọ Cớ sao quên nỗi vất vả của mẹ cha Nở lòng sát hại sinh linh Để mừng sinh nhật Để chúc thọ Cái thứ nhất Ngày sinh nhật không được sát sinh Quý vị làm được chưa? Làm được chưa? Sao nghe nhỏ quá à? Tổ chức sinh nhật cho con, cho cháu Thôi nôi đầy tháng Không được sát sanh làm được chưa? Cũng chưa được phải không? dạy mấy điểm chơi rô điểm phải không phá đang giảng cái này phá đang cứ tức cười nói phật tử mình ai cũng nói tôi đi chùa hai chục năm quy y tam bảo mấy mươi năm mà cái đầu tiên là không được phải không quý vị vậy cái mấy mươi năm của mình nó làm sao nó có giá trị chưa chưa có giá trị mà cái đầu tiên ngài nói ngày sinh nhật không được sát sanh, vì sao như vậy? Bởi vì ngày sinh ra mình là người mẹ đứng trước cái cơn thập tử nhất sanh, cho nên ngài nói ngày đó phải nên ăn chay, làm điều thiện để hồi hướng cho cha mẹ tăng thêm phước thọ. Còn nếu mà mình sát sanh đãi đằng thì không thể nào có phước mà thêm tội, đúng không quý vị? Pháp Đăng có người Phật tử Họ đãi sinh nhật cho con họ đó Họ đến chùa Họ gặp thầy rồi họ nói Thưa thầy sinh nhật của con Con lần này con không có sát sanh gì hết đó Con đặt người ta 10 bàn Mà thầy hỏi 10 bàn chai hay mặn Trả lời 10 bàn đồ mặn Vậy quý Phật tử thấy mình đặt người ta làm 10 bàn mặn đó Vậy mình có phạm Không có phạm không mới đầu tưởng như mình không giết con nào hết nhưng mà suối người khác giết vậy quý phật tử ở đây có rơi vào trường hợp đó không có không có vậy giờ còn tạo nữa hay là tránh không biết tránh thiệt không nghe à? này mỗi người phải tự xem lại chính mình đó nếu mà tránh thì tăng phước tăng thọ còn nếu phạm thì sao phạm thì tổn phước tổn thọ mà quý phật tử cứ xin được sống lâu xin được khỏe mạnh mà cái không sát sanh thì không tránh quý vị thấy mình có tự mâu thuẫn không tự mâu thuẫn đó chính mình muốn được trái cam cho ngọt mà cứ gieo hạt ớt không à rồi ở chạy đầu này đầu kia thăng khổ thăng đau rồi quý thầy quý cô sao cứu được đúng không quý vị chẳng hạn một cái ví dụ đầu năm quý Phật tử đi cúng sao hoặc ghi tên cầu an đó nguyện với Phật gia hộ cho con năm nay được làm ăn có nhiều cái hên được nhiều điều tốt đẹp mà về cứ bán heroin không à thì Phật gia hộ được không quý thầy cầu nguyện được không không được đúng không quý vị cho gì cho dù năm đó quý Phật tử sao Thái Dương có chiếu đi chăng nữa mà quý vị về cứ thôi trộm cắp sát sanh Giật dọc bán heroin Thì chắc chắn vô tù ngồi thôi à Đúng không quý vị? Đó là cái nhân quả mà Phật dạy Là dạy trên cái trí tuệ nhân quả Chứ Phật không có dạy mình Suốt ngày đi xin Phật Để rồi Phật cho Nếu mà xin Phật Thì Phật cho thì quý thầy khỏi tu quý vị Quý thầy gần Phật nhất thì tối ngày quý thầy xin Phật, là Phật đưa về cực lạc cho rồi, Khỏi phải ngày sáu thời niệm Phật, Tụng kinh siêng năng chăm chỉ, Quý vị đồng ý cái này không? À, rõ ràng là như vậy, Rồi cái thứ hai nha, Coi mình coi có phạm không đó, Thứ hai, Lúc sinh con, Không được sát sanh, Ngài nói, Thang ơi, Đứa trẻ vừa mới ra đời, đã không vì nó tích đức mà lại nhân có nó mà sát sanh thế chẳng là mê muội lắm sao nhất là những vợ chồng mà khấn ông bà khấn phật trời này kia sinh được con trai tới chừng sinh ra con trai cái giết gà giết dịch đãi thiên hạ ăn mừng như vậy thì mình có đúng cái tinh thần nhân quả chưa có đúng không ngài nói sanh ra đứa trẻ thì phải vì nó tích đức mà lại nhân có nó mà sát sanh thì đó là quá là mê muội mà chúng ta thường mê hay tỉnh quý vị mê hay tỉnh chắc mê nhiều cho nên giờ phải ngồi đây niệm phật rồi nghe giảng nha chứ tỉnh rồi thôi giờ cực lạc hết rồi cái thứ ba cúng dỗ tan tế không được sát sanh Cái này chắc thôi đậm đà quá Cái này chắc phạm nặng rồi đó Ngài dạy Khi cúng dỗ người đã khuất Thì trong tự nhiên Đã sẵn có Tám loại thực vật quý Để dân cúng Sát sanh dân cúng Chính là đại bất hiếu Rồi khi nhà có tan Vì lợi ích siêu thoát Cho người mất thân quyến nên làm phước thiện phóng sanh, đừng cổ mặn linh đình, tạo thêm nghiệp chướng cho vong linh đang ở giai đoạn chuyển tiếp thân trung ấm. Thì ở đây, Pháp Đăng có đi đến tẩn liệm một bà cụ Phật tử mà thời còn đi học á, thì bà cụ thường đem rau tới cúng cho chùa, cho quý thầy dùng. Thì quý Phật tử biết quý thầy tới xác cô bà còn nằm đó mà con cháu nó mua bia lon á quý vị thùng thùng nó ướp lạnh sẵn để đó vậy nó mua bia lon nó ướp sẵn để nó làm gì để tối nó ăn nhậu đúng không quý vị đúng không mà trong kinh địa tạng nói đưa ra cái ví dụ ví như có người từ xứ xa đến họ đi xa mà họ đã mang vác đồ nặng đó họ đã khốn khổ rồi mà người thân còn gửi thêm một ít đồ nữa thì càng làm cho họ khốn khổ nặng nề thêm cái người đi xa là dụ cho cái người chết bỏ thân này đang giai đoạn nhận cái thân khác mà họ mang vác đồ nặng là lúc sống họ đã không có tu tập, không tạo nghiệp lành. Mà bây giờ tới chừng họ tắt thở, rồi mình sát sanh đãi đằng. Rồi giống như là mình gửi cho họ thêm một ít đồ nữa, thì họ càng khốn khổ nặng nề thêm. Vậy thì mình gửi đồ đó, mình sát sanh đãi đằng, dạy thương cha mẹ ông bà hay là đang hại ông bà cha mẹ mình. Thì Quý vị thấy nhân quả có bỏ chúng ta không? Hay nó theo mình như hình với bóng? Nó theo mình như hình với bóng mà tính ra từ lúc sanh ra tới bây giờ quý vị ăn chừng bao nhiêu ký cá rồi? Chừng bao nhiêu? Nhiều lắm phải không quý vị? Mà trong đám cưới mà quý vị đãi mặn nữa thì bao nhiêu mạng con vật phải lên đường? Bao nhiêu? Và tính cái lẩu mà bỏ tôm sống hoặc bỏ cá kèo vô để nấu đó Thì một bàn 10 người thì 10 con Quý vị đãi 50 bàn thì quý vị thấy bao nhiêu con Mà chưa tính gà, vịt rồi heo đủ thứ hết Thì cái đám cưới trăm năm hạnh phúc Mà cái ngày đầu đó có hạnh phúc chưa Hay là gây đau khổ cho chúng sanh Gây đau khổ mà đau khổ lớn nữa chứ Đúng không quý vị Vậy thì Phật tử Từ đây trở đi á Mình trong đạo Phật hết rồi Giờ Pháp Đăng á, nói nhỏ quý vị nghe cái này Bây giờ quý vị phải giao kẹo nhau Nếu mà đám cưới đãi chai Thì chúng ta thống nhất Đi tiền mừng gấp đôi Đúng không quý vị Còn đãi mạng thì đi bình thường Tại sao như vậy đám cưới đãi chai là cái chuyện khó làm thì mình phải ủng hộ và đi tiền gấp đôi đó là coi như quý vị bỏ tiền ra cứu mạng biết bao nhiêu con vật và góp phần vào phóng xanh nữa quý vị thấy đồng ý không đó mình phải có cái chỗ nhìn nhận sáng suốt để ủng hộ những phật tử đã làm được những việc khó làm trong cuộc sống này đãi mặn nhậu nhẹt là cái thường còn mình đãi chai mà trong cái quá là tốt lành trong cái tình thương tràn trề trong cái nhân lành như vậy thì chúng ta phải ủng hộ mà ủng hộ phải hết sức mình nữa đúng không quý vị còn cái đãi mặn sát sanh ăn thịt cái đó là tạo nghiệp ác hay là nghiệp lành à, tạo nghiệp ác thì người ta tạo nghiệp lành thì mình phải ủng hộ mà ủng hộ mạnh quý vị đồng ý cho này không là kế nữa ngài nói nè Thứ năm, đãi khách mừng liên quan, không được sát sanh. Đó, say xưa với chè chén, giết hại oan uổng bao mạng sống trên mâm ăn. Người có tấm lòng nhìn thấy như vậy, chẳng buồn lắm sao. Đây là bên Nam đó, hãy có khách tới, cái kêu bà vợ, thôi bà ra cắt cổ con gà, kho gừng lên cho tôi đãi khách hoặc ra lưới con cá lên nấu canh chua cho tôi để khách có hơn à trước khi đi tu cũng có hoặc cuối năm rồi mình làm giám đốc công ty này công ty kia đãi liên quan công nhân đó, rồi cũng say xưa chè chén thì ngài liên trì nói người có tấm lòng nhìn thấy như vậy thì quá là đau buồn đó rồi thứ sáu ngài nói cầu an cúng lễ không được sát sanh đó một một số kẻ có thói quen sát sanh tế thần rồi mong phù hộ không nghĩ rằng mình tế thần muốn tránh cái chết cầu sự sống nhưng giết hại mạng sống loài khác để mong mạng sống của mình được dài lâu thì quả thật nghịch lý tàn độc hung ác ở đây quý Phật tử có thường xuống miễu bà chú xứ ở Châu Đốc không? Có không? Chúng ta đôi khi là Phật tử quy y với Phật rồi Mà xuống những cái miễu thờ bà thờ thần đó Nguyện bà hoặc thần gia hộ cho con làm ăn được phát tài Thì con làm ăn được, con hứa cúng trả lễ con heo quay quý vị thấy mình trả lễ con heo quay là mình đang tạo cái phúc đức hay đang tạo tội lỗi tội lỗi mà mình có làm tội không có không phật tử mình có hứa trả lễ vậy không có đang thấy đôi khi cũng có như thường vậy thì chúng ta phải hứa nguyện sao mới đúng nhân quả nếu mà con làm ăn có tiền con nguyện con sẽ làm từ thiện hoặc con nguyện con sẽ phụ thầy tâm an xây cái chùa này lại hết bao nhiêu tỷ đó thì quý vị thấy phước đức tràn trề còn quý vị làm ăn được quý vị hứa trả lễ giết gà giết dịch giết heo đủ thứ hết thì không được cái quả lành mà cái tội lỗi mình mang nữa rồi có Phật tử bệnh quá Cái hứa với Phật Với Bồ Tát Quang Thế Âm Gia hộ cho con Hết bệnh thì con xuống tóc Như vậy Quý vị Một bên quý vị hứa nguyện xuống tóc Rồi một bên quý vị hứa nguyện Con ăn chay trường suốt đời Bên nào đúng nhân quả Bệnh là do cái nhân sát sanh gây nên Đúng không quý vị Thì quý vị đừng nguyện xuống tóc mà quý vị nên nguyện con hết bệnh thì con ăn chay trường suốt đời thường thực hành phóng sanh và khuyên mọi người làm như con và niệm Phật cầu sanh cực lạc như vậy mình mới đúng cái nhân quả mà chúng ta cứ nguyện cho con xuống tóc mà ăn chay thì tiếc quá đúng không nguyện xuống tóc cái cạo còn ăn chay hoài tiếc thèm ăn mặn đủ thứ hết. Hôm nay hứa ăn chay 10 ngày, trông cho mau sáng để ra ăn bún giò heo. Phải không? Hoặc có nhiều người á hồi đó thầy còn nhỏ ở nhà có nói thôi tối rồi Phật đi ngủ rồi thôi xả cho sớm để ăn thịt. Đúng không quý vị? Phật ngủ đâu ngủ, mình phát cái tâm lành là để mình gây được cái nhân lành được cái quả lành đó là nhân lành mình tạo thì cái vui đến với mình vậy mà mình tự đặt ra phật ngủ rồi hết ngày rồi tôi tha hồ ăn mặn đó là mình tu mà còn muốn lừa dối đức phật nữa ngoài đời lừa dối chưa hết vô chùa lừa dối tiếp đúng không quý vị rồi cái thứ bảy buôn bán sinh sống không được sát sinh thì ngài nói con người ai cũng cần cơm ăn áo mặc một số người đi săn rồi đi bắt cá mò tôm hoặc làm đồ tể giết trâu bò lợn chó vân vân cũng vì kế sinh nhai nhưng xét lại những người không làm các nghề này vẫn có cơm ăn áo mặc đâu phải vì thế mà phải chết đói chết rét làm nghề sát sanh ắt sẽ chịu quả báo bị giết hại lấy việc giết hại mà được giàu có thì trăm người chẳng có lấy một tất chịu quả báo ác trong nay mai không có gì nguy hại hơn thế đó trước khi biết đạo chúng ta lỡ làm nghề bán cá làm nghề đồ tể vân vân và hơi hiểu đạo một chút nhân quả một chút các chị em phật tử nó thôi đừng làm nghề này đổi đi làm nghề khác cái mình nói đổi nghề biết làm nghề gì sống đúng không quý vị thì ngài liên trì nói đâu phải ai cũng đi bắn chim làm đồ tể rồi mới sống được người ta bán rau người ta sống được không được không người ta đi làm công ty người ta sống được không cũng được nhưng mà chúng ta phải tránh cái nghề nghiệp ác nghề bán thịt nghề giết thịt rồi nghề bán thuốc độc nghề bán rượu nghề bán cung tên lưỡi câu cần câu lưới mấy cái đó thì phật không cho phép bởi vì sao những cái nghề nghiệp đó là nghề nghiệp bất thiện chẳng hạn như quý vị thấy quý vị làm nghề bán cần câu mà người ta mua cần câu để người ta câu cái cọng rau hay là người ta câu miệng con cá ta câu miệng con cá phải không quý vị mà bây giờ hỏi có ai mà lấy cần câu móc họng mình thì mình chịu không quý vị chịu không vậy mà chúng ta thấy ở thế gian có nhiều người chủ nhật cái họ nói đi chơi mà đi lấy cần câu đi ra móc họng cá rồi đặt câu hỏi lại như vậy thì mình đi chơi là vui mà có phải vui trên đau khổ của chúng sanh không? Có phải không? Rồi bên Nam, bên Nam hay mỗi ngày Chủ Nhật cái nói đi đá gà, đi đánh bài là vui. Mà quý vị gắn cái cửa sắt, hai con gà đang hiền lành rồi á, kích động nghe nhớ, đá nhau, nó lấy cái cửa, nó đâm cho chảy máu hoặc chết luôn. Rồi mình vỗ tay mình mừng. Vậy thì cái vui của mình có quá tàn nhẫn không có gì? Có không? Mà mình thường có vui như vậy không? Có không? Có rõ ràng như vậy thì đại sư Liên trì ngài nêu bảy trường hợp không được xác sanh mà quý Phật tử thấy chúng ta phạm mấy cái rồi hay phạm hết luôn. Phạm hết luôn chưa? À, phạm hết luôn rồi chắc trốn xuống đất luôn trốn ngài trốn phật không dám nhìn nữa mắc cỡ quá ngài dạy đường mà con không làm được như vậy hôm nay nghe quý thầy dạy cái phước đức sống lâu thì bảy trường hợp này quý vị cố gắng phải làm cho được bản thân mình ăn chay một tháng hai ngày bốn ngày sáu ngày hoan chay trường luôn thì nên đem cái truyền thống tốt đẹp đó dạy dỗ con cháu cho nó nói tiếp theo mình nói chúng ta có cha có mẹ cũng biết đau đớn thì con vật cũng có cha có mẹ cũng biết đau đớn mình giết nó là mình phân ly làm khổ nó phân ly cha mẹ phân ly con cái anh chị em xa rời nhau còn mình cắt cổ đập đầu thì mình biết đau Thì con vật nó có biết đau không? Nó cũng biết đau như thường Đó, cho nên đầu tiên Phật dạy không sát sanh Thì chúng ta phải thực tập ăn chay Rồi kế đến trong kinh phân biệt thiện ác báo ứng Ngài có dạy tiếp Trong đây có cái người hỏi Phật Làm việc gì thâu hoạch quả sống lâu thì ngài đáp có 10 điều quý vị nghe kỹ nha thứ nhất lìa cái lỗi tự mình giết hại tránh thứ hai lìa lỗi khuyên bảo người khác giết hại thứ ba lìa lỗi sướng thích đối với việc giết hại thứ tư lìa lỗi thấy người giết hại mình phụ trợ theo người ta cắt cỏ gà cái người ta đè nó nó mạnh quá cái nói thôi mình đè phụ cái chân đó là mình có phụ không đó là mình phụ trợ đó thứ năm cứu khỏi tội chết trong hình ngục thứ sáu phóng thích thân mạng là phóng sanh đó thứ bảy ban cho mọi loài pháp không sợ hãi đó quý vị thấy con Chim, con vật, nó bị người ta bắn. Nó rơi vào nhà của mình. Thì chừng đó quý vị đem thuốc, đem đồ sức băng bó cho nó. Cứu cho nó khỏe mạnh, rồi cho nó bay đi. Đó là chúng ta cũng ban cho nó cái không sợ hãi. Còn nó chạy vô nhà mình, ta tới kiếm, mình nói nó ở đây nè, thì mình có tội không? À, phải lưu ý nha. Thứ tám là dẫn cấp cho người bệnh là thấy người bệnh nặng nghèo không có tiền mua thuốc thì quý phật tử khỏi cần phải tính lời tính lỗ sẵn sàng cho họ mượn giùm thầy mượn tiền đó hoặc nếu quý vị có khả năng thì giúp cho họ tiền để chữa bệnh quý vị có gan dám làm cái này không ha có không à mình không làm nhiều được hàng trăm triệu thì giúp người một trăm hai trăm ngàn năm chục ngàn hoặc là người việt nam mình có cái truyền thống rất hay là khi thấy ai hoạn nạn bệnh tật quý vị mua sữa mua cái những cái nước uống bổ dưỡng đó đi thăm người ta đó cũng là chẩn cấp cho người bệnh nhưng nhớ một điều cho người ta giúp người ta đừng có bắt người ta mang ơn nha đó để lại cho người ta giúp người ta định nghĩ sau này tôi bệnh cái nhớ cho lại đúng không thường thường mình bỏ ra cái một đồng à rồi cứ muốn thâu lại mười đồng nhưng mà làm việc phước cho đừng mong nhận lại thấy người ta khổ cứ giúp đừng có nghĩ mình giúp rồi sau này họ phải giúp lại mình rồi họ không giúp rồi mình kể ơn kể nghĩa rồi thôi làm làm chuyện không ra gì rồi nói xấu lẫn nhau thì chừng đó người ta không mang ơn mà thành cái quán nữa là do mình gây gây tạo cái nhân á nó bị lệch lạc rồi thứ chín là bố thí thức ăn đồ uống Đó thấy ai nghèo khổ bị à, bão lũ thiên tai thì quý phật tử cho một tấn gạo hoặc cho một thùng mì gì đó đi giúp người ta có đồ ăn hoặc hôm nay khóa tu ở chùa cả ngàn người Quý vị chở gạo, rồi chở rau, rồi vô nấu đồ ăn cho mọi người được ăn uống, được khỏe mạnh để tu. Thì mình giúp người ta khỏe mạnh, thì chính thân mình được khỏe mạnh, đúng không quý vị? Cho nên có nhiều người họ giàu có, cái mỗi lần khóa tu họ chở vô mấy tấn gạo, hoặc có người nghèo khổ thì họ cúng bó rau, họ cúng mấy lon gạo, điều đó rất là đáng quý. Mà quý vị làm được chuyện này chưa? Này chắc được à Đúng không quý vị? Mà nhớ nha Cúng cho cái gì cho người ta Thì phải cho đồ tốt dùm Đừng có cho đồ mình không xài được Rồi mới cho thiên hạ Đúng không quý vị? Thì cái đó nó trật Mình không xài được Thì cho ta ta xài được không? Không thế nào được Họ đang có nhớ một cái lần đi cứu trợ miền trung đó quý vị Thì uh, cho đồ cũ thì ở chùa cũng rất là cẩn thận Kiểm tra lại hết cái số đồ cũ đó rồi mới dám đi cho người nghèo Bởi vì mình cho mà Đức Phật dạy là phải cho bằng cái tâm cung kính người nhận Chứ không phải cho là bạn thấy cho người ta Rồi thôi người ta đi đâu người ta đi mà kiểm tra kỹ thì quý vị biết xin lỗi quý phật tử dở đồ ra có những cái quần mà việt nam mình gọi là quần xà lõn á mỏng te mà dây thun giãn ra hết vậy đó thì cho vậy người ta mặc được không hay người ta làm đồ vẽ vậy mà chúng ta cũng cho mà cho bằng cái đó thì chắc chắn không có phước bởi vì mình cho là phải giúp người ta xài được Người ta qua cơn đói khổ đó Cho về người ta làm đồ vẽ luôn Thì phước ở đâu Đúng không quý vị Nhiều khi mình cúng đồ la ghim cho chùa Cúng cái này cái kia Mà cứ lựa đồ hư cúng không à Rồi tăng ni ăn người ta bệnh rồi sao Cho là để người ta xài được Người ta khỏe mạnh Người ta sống một cuộc đời yên vui Còn mình cho cái đồ như là cho rác như vậy thì chúng ta phải coi lại cái hành động của mình cho nên quý phật tử nhớ cái điều quan trọng này mình muốn được phước báo thì phật dạy chúng ta phải chấp hành phải trung thành thì đó mình mới đi đúng ở trong cái phạm quy nhân quả rồi thứ 10 trong kinh nói cúng dường đèn đuốc cờ phướng đó như vậy kết luận kinh dạy mười việc làm thu hoạch phước báo trường thọ mà ba cái ở trên bốn cái ở trên là đã rơi vào cái việc ngăn cấm sát sanh và thực hành phóng sanh như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng trong kinh hoa nghiêm phẩm phổ hiền hạnh nguyện phật cũng nói Chúng sanh thương yêu nhất là sinh mạng Chư Phật thương yêu nhất là chúng sinh Cứu thân mạng chúng sanh Thì thành tựu được tâm nguyện của chư Phật Quý vị ngồi đây có phải Thân mạng mình là quý nhất không? Rõ ràng Người thế gian còn có câu Bỏ của chạy lấy người Như vậy khi có tai nạn lớn đến Tài sản mình không màng nữa mà quý là quý cái gì? Quý cái thân mạng của mình Cho nên thân mạng mình quý Mình biết tôn trọng Bảo vệ nó Thì đừng vì cái ăn Đừng vì cái mặt Nuông chiều cho thân này Rồi phải sát sanh hại vật Rồi cuối cùng Thân này nó cũng bỏ mình Hay nó sống tới mấy ngàn năm Thân này bỏ Hay là nó sống hoài À, nó cũng phải bỏ thì đừng có vì nó mà tạo ác nghiệp. Nếu vì nó mà tạo ác nghiệp là chúng ta quá khờ khảo. Cho nên quý Phật tử thấy học Phật là học cái trí tuệ, cái từ bi của Đức Phật và chúng ta ứng dụng vào đời sống hàng ngày của mình và cái phúc đức sống lâu quan trọng được nâng lên. Đó là quý vị, Niệm Phật cầu sanh về cõi cực lạc Đó là cái sống lâu vô cùng vô tận Còn cái sống lâu ở thế gian Thì cao lắm chỉ là 100 hoặc 90 mấy tuổi Rồi cũng phải bỏ thân này Còn chúng ta niệm Phật phát nguyện cầu vãng sanh Thì trong kinh ghi như sao? Người dân ở cõi cực lạc Thọ mạng vô lượng vô biên A tăng kỳ kiếp bằng với Đức Phật A Di Đà. Như vậy, 90 năm hoặc 80 mấy năm, 100 năm so với cái vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp thì cái nào dài hơn? À, cái ở thế giới cực lạc được cái thân quá xanh từ hoa sen nó bền, nó chân thật hơn là cái thân máu thịt ở thế gian này. Cái thân ở cõi cực lạc thì Phật nói đầy đủ 32 tướng tốt, phải không? 80 vẻ đẹp và phát ra ánh sáng nữa. Như vậy, chúng ta niệm Phật cầu nguyện giảng sanh là chuyển từ cái thân sanh diệt biến chuyển vô thường được cái thân bất biến được cái thân quá sanh từ hoa sen thanh tịnh thơm tho thanh khiết như vậy Giữa thân người và thân ở cõi cực lạc thì quý vị có quyền chọn lựa mà quý vị chọn lựa được cái thân nào? Được thân hoa sen hay là được cái thân ở đây tiếp? Thân nào cao quý hơn? À, thân hoa sen cao quý hơn mà muốn được cái thân hoa sen ở cõi cực lạc trang nghiêm thì phải siêng niệm Phật tránh sát sanh thực tập ăn chay và phóng sanh mà quý phật tử có nỗ lực làm cái này chưa hay còn thôi tu lai rai nỗ lực hay lai rai à, phải nỗ lực chúng ta ngồi đây khỏe mạnh niệm phật giọng trầm giọng bóng tha thiết nó dễ lắm quý vị nhưng khi bệnh nặng đó lúc lâm chung muốn niệm phật được thì dễ hay khó khó thì bây giờ phải tập tập niệm phật cho cái nghiệp lành nghiệp thanh tịnh niệm phật được thuần thục mà muốn thuần thục thì quý phật tử phải lập cái thời khóa cố định cho mình ở nhà hoặc ngoài thời khóa ra thì chúng ta đi đứng nằm ngồi hãy rảnh lúc nào niệm phật ngay lúc đó và quan trọng là những cái khóa tu niệm phật một ngày ở chùa mình tranh thủ mình đi ở nhà niệm phật được mấy tiếng nửa tiếng 45 phút là cao rồi mà vô chùa niệm phật được bao nhiêu tiếng hai tiếng đồng hồ đúng không quý vị thì vừa tu ở nhà có thời khóa riêng rồi tối 7 giờ đi chùa tụng kinh niệm Phật Ngoài ra hãy gặp việc thì mình làm việc Còn rảnh thì cứ Nam Mô A Di Đà Phật Và quan trọng là sau mỗi lần niệm Phật Quý Phật tử phát nguyện cầu vãng sanh Quý vị ở đây có dám phát nguyện cầu vãng sanh chưa? Hay sợ phát nguyện rồi Phật rước đi liền? Có dám phát nguyện mạnh chưa? À, chúng ta tu tịnh độ Thì phải đúng cái phương pháp Chứ không phải Tu tịnh độ niệm Phật Mà không dám phát nguyện cầu giảng sanh Thì Hòa Thượng Trí Tịnh Ngài nói Sợ phát nguyện cầu giảng sanh Thì Ngài nói Đó là sợ chết Đúng không quý vị? Sợ phát nguyện Phật rước đi liền thì sợ chết Mà Ngài khẳng định Sợ chết mà có khỏi chết không? Có khỏi không? Không tránh khỏi thì mình nên phát nguyện cầu giảng sanh Để tới chừng khi cái thân này nó hoại Thì mình nhớ Nam Mô A Di Đà Phật Nhớ về thế giới cực lạc Mình ở ta bà mà không đắm nhiễm Luôn luôn sống trong cái câu Phật hiệu Sống trong cái tỉnh giác sáng suốt Không tham luyến ta bà Thì chừng đó mình theo Phật thẳng về Tây Phương Cho nên Quý Phật tử nhìn kỹ, Phật dạy được sống lâu tạo cái nhân phước đức là không sát sanh, ăn chay, phóng sanh, có phải Phật đang giáo dục cho chúng ta có cái tâm từ bi lớn không? Có phải không? Thương con người là dễ, mà thương luôn cả loài vật thì không có dễ. Chúng ta thường có cái tâm ỷ mạnh hiếp yếu mà phật thấy rõ con vật nó yếu đuối mà nó vẫn biết đau vẫn có tâm ham sống sợ chết cho nên ngài dạy đệ tử của ngài phải ăn chay đó là giáo dục cái tâm từ bi mà có cái tình thương thì có nở làm cho con vật nó khổ không quý vị mình thương thì không nở để làm ai khổ hết cho nên ăn chay phóng sanh là để trao dồi tâm từ mà tâm từ bi nó có rồi thì không nỡ cho chúng sanh ở trong cái khổ từ đó chúng ta thương mọi người cho nên không trộm cắp mà thường bố thí cúng dường thương mọi người cho nên không tà dâm mà vợ chồng biết sống chung thủy thương mọi người cho nên không gian dối lường gạt ai hết sống có uy tín rồi thương mọi người thương gia đình cho nên không uống rượu không xì ke ma túy để vợ con ở nhà khỏi lo âu để cha mẹ khỏi lo lắng cho chúng ta khi chúng ta bước đi ở trên con đường đời đó là cái căn bản giáo dục đầu tiên của đức phật rồi trên đó chúng ta thực tập pháp tu niệm Phật cầu sanh về thế giới cực lạc mà về cõi đó thì kinh đã nói là thọ mạng vô cùng. Như vậy thì bài pháp hôm nay có cái chủ đề phước đức sống lâu thì quý Phật tử hiểu hết chưa? Có hiểu hết không? À mà chưa hết đâu, thầy hỏi tiếp đây hiểu mà có làm được không? cái đó mới quan trọng. nhiều khi chúng ta tu mà quên thực hành, cứ nói cho giỏi, mình là Phật tử bao nhiêu năm mà trong nhà cứ sát sanh, ăn nhậu tưng bừng, thì mình làm cái gương cho thiên hạ hay làm trò cười cho thiên hạ? làm gương hay làm trò cười? À, làm trò cười rồi nghe bài pháp này thì năm nay đón ông bà hoặc mùng ba tết đưa ông bà còn nói con cháu cắt cổ gà luộc để đưa ông bà không còn không hay nghe giảng là thầy về rồi nó bay theo thầy về chùa chắc bay quá hả mà thôi nhớ đừng có bay mà phải ghi rõ trong tâm rồi ráng làm cho được Bởi vì chúng ta được cái thân khỏe Được cái mạng sống lâu dài Để mình sống những ngày có cái giá trị Để được tu hành cho công đức nó lớn Để được làm lợi ích chúng sinh Cúng dường chư Phật Thì chúng ta sống lâu Mà sống bằng cái có ích lợi cho mọi người Có giá trị còn sống mà chỉ hưởng thụ ích kỷ riêng tư Đó là sống mà trong cái mê lầm Mà Phật tử phải chọn cái sống lâu Mà trong tỉnh thức sáng suốt giác ngộ Vậy thì kết thúc buổi giảng Thì chúc quý Phật tử năm nay Nghe lời dạy của Ngài Liên Trì Tránh sát sanh Và thực tập ăn chay phóng sanh niệm Phật như vậy thì quý Phật tử nguyện với Phật gia hộ cho con sống lâu khỏe mạnh đó Thì Phật mới gia hộ được Còn lên chùa xin mà về sát sanh lưu bù Ăn thịt lưu bù hết Thì Phật chắc không gia hộ được đâu Nam Mô A Di Đà Phật